Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Rồi em tiếp tục lên sóng ngày hôm nay cho anh chị là cái ngày 12 tháng 10 năm 2023 để anh chị cô bác mình theo dõi xem nha. À, thứ năm, à, ngày 12 tháng 10. Rồi cái xe nó lộn gì nó rớt dưới kia âm. Rồi mấy cái canh nha anh chị. Rồi số này thấy cũng đẹp nha anh chị, 72567 đây, 67 này quán trị nha anh chị, 002. Rồi 94 85 54 63 72 81 90 08 1 74 17 37 46 51 83 92 68 65 53 503. Số này cũng đẹp nha anh chị, số này đẹp nè. Đó, số này cũng đẹp nè anh chị, thấy không? Đó. Số này 808 nó cũng đẹp nè. Rồi tiếp tục qua bên này nha anh chị. Là số này cũng quán trị luôn nha anh chị. Ngày 12 tháng 10 thứ năm luôn nha. 95 86 77 77 số đẹp nha anh chị. 76 49 44 00 59 35 35 có lý á. 26 03 12 21 181 30 số 30 cũng đẹp. À, số đẹp cũng đẹp này, 19 này. Số đặc biệt nó thường hay roa cạp gánh gánh lắm nha anh chị. 39 này. Có 1039 này. 48 này. 20 này. 11 này. Rồi còn cái đây quán bình nha anh chị. Cũng này 12 luôn quán bình này, 61 này. 20 tờ 42 20 tờ 12042 12042 số này cũng đẹp. Số này cũng đẹp nha anh chị. Rồi. Rồi anh chị có nhu cầu mua số này mua trước. Có gì anh chị điện cho em Zalo kết bạn. Rồi em sẽ giữ số cho anh chị lấy trước giờ 5 giờ 20 còn tối nha anh chị. Đó, Hoàng Adibank 451-220-5273-226 Vi Ngọc Tài 0968-634-312 Zalo số điện thoại luôn nha anh chị. Anh chị có nhu cầu mua số cứ điện cho em nha. Rồi em cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đây không mấy và ủng hộ và xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau nha. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha.